Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay 15 tháng 10 năm 2022, trong tập 363 hôm nay xin gửi đến quý vị chủ đề phiên tòa phúc thẩm của Tịnh Thất Bồng Lai và những điểm kỳ lạ. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình, Thanh Việt xin được kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân trong gia đình cũng như là những quý vị nào còn đang đi làm. Xin chúc quý vị thật là may mắn trong công việc. Sau đó Thanh Việt cũng xin được gửi lời xin lỗi đến toàn thể quý vị lắng nghe cái tập mà thật sự Thanh Việt tập ngày hôm qua đó quý vị, 362. Thanh Việt rất là tâm đắc với cái tập 362 vì có những cái tin tức Thanh Việt muốn trao đổi với quý vị, nó cũng khá là thú vị và nó liên quan đến cái vụ án, tới cái phiên tòa của vụ án Tịnh Thất ngày hôm qua. Tuy nhiên, vì Thanh Việt thu trước cái bài đó đấy nha quý vị, và trong lúc thu thì website nó hiện lên ở trên cái laptop, và cái laptop là cái mà Thanh Việt thu bài đó quý vị, nó mở mà Thanh Việt không biết, vì thế mà chúng ta bị gì? Cái âm thanh tạp, mặc dù giải thích cho quý vị rất là nhiều, nhưng có thể là chúng ta không để ý. Thanh Việt cũng xin lỗi quý vị ở cái phần thiếu sót này. Thì hy vọng rằng sẽ cẩn thận hơn trong cái việc mà thu những cái bài. Bây giờ thì trở lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đầu tiên Thanh Việt muốn trao đổi với quý vị về cái quyết định hoãn phiên tòa. Thì trong cái phiên tòa ngày hôm qua vào buổi sáng đó quý vị, như thường lệ 8 giờ sáng thì Thanh Việt có thưa chuyện với quý vị rồi, mặc dù là ông chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Long An có thông báo với báo chí là phiên tòa sẽ được gọi là hoãn. Tuy nhiên để cho cái tính pháp lý và cái sự việc nó xảy ra như là cái kế hoạch của quý vị, thì cái phiên tòa vẫn có sự gặp mặt của các thành viên trong cái phiên xét xử, và sau đó họ sẽ tuyên bố là hoãn và đưa ra cái quyết định trên giấy tờ. Thì như quý vị thấy trên màn hình, cái quyết định hoãn phiên tòa của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An liên quan đến vụ việc vi phạm 331 của các thành viên trong Tịnh Thất đó quý vị, thì được viết vào ngày hôm qua, ngày 14 tháng 10. Và những cái lý do mà họ đưa ra thì xin quý vị Thanh Việt được đọc ở cái đoạn này. Tại phiên tòa phúc thẩm vắng mặt bị cáo Lê Tùng Vân, bị hại ông Trần Ngọc Thảo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng. Thứ hai, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp, quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại là luật sư Phạm Hồng Sơn và luật sư Nguyễn Văn Kiệm đã có đơn xin hoãn phiên tòa. Và thứ ba, xin đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An tham dự phiên tòa. Như vậy, hai cái lý do chính yếu mà bên tòa án, nhưng quý vị, đã quyết định, hội đồng xét xử đã ra cái quyết định là hoãn cái phiên tòa. Thì những cái này đó quý vị, nó hơi khác một chút xíu với những gì mà ông chánh án nói. Tuy nhiên, cái mục đích cuối cùng, cái thông tin mà quan trọng nhất là hoãn tới ngày 2 tháng 11 đó quý vị, thì nó rất là trùng khớp với ông chánh án. Những cái lý do thì thưa quý vị là nó không có được chính xác 100%. Thứ nhất, chính xác ở cái điểm là luật sư của bên bảo vệ người bị hại, nhưng quý vị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại đó quý vị, thì hai cái luật sư ở Hà Nội là có đơn xin hoãn phiên tòa. Thì cái điều đó là đúng. Nhưng quý vị, đúng. Còn cái bên mà người ta cho rằng luật sư của bên bị cáo đó quý vị cũng có đơn xin hoãn, thì cái điều đó là sai. Cái điều đó là sai. Nhưng quý vị, mà nó phải là bị cáo và người bị hại cũng như là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng không đến. Vì những lý do này cộng với cái việc mà hai luật sư xin hoãn phiên tòa đó quý vị, và được sự chấp nhận của bên đại diện Viện Kiểm sát, đề nghị của bên Kiểm sát, nên là phiên tòa được
dời đến ngày 2 tháng 11 năm 2022. Như vậy, trong cái phần kế tiếp đây thì Thanh Việt xin được bàn sơ cho quý vị về những cái yếu tố mà họ gọi là cái nguyên nhân để đưa ra cái quyết định hoãn cái phiên tòa này. Thứ nhất, Thanh Việt muốn nói đến để hoãn một phiên tòa. Nhân quý vị, để hoãn một phiên tòa, những cái điều này phải xảy ra. Thì đây là những cái điều mà không áp dụng trong cái phiên tòa ngày hôm qua. Đầu tiên, nhân quý vị nhé, để có một cái kiến thức cơ bản, Thanh Việt xin được trao đổi những cái điều mà phải xảy ra để hoãn một phiên tòa. Và những cái điều này thì Thanh Việt tạm thời để cho quý vị xem những cái điều mà nó không được áp dụng trong ngày hôm qua trước, nhân quý vị. Thứ nhất là thay đổi thẩm phán, thư ký hoặc kiểm sát viên mà không có dự khuyết, nhân quý vị nhé. Chứ không phải đơn giản là chỉ có việc mà không có thì tạm dừng, mà nó phải là không có cái dự khuyết. Thứ hai, luật sư bào chữa bị cáo vắng mặt có lý do, và vị luật sư này, nhất là trong một cái nhóm có nhiều luật sư, thì một hay là hai người luật sư vắng mặt mà người đó không đóng một vai trò quan trọng trong cái phần tranh tụng để có thể thay đổi cái kết quả của vụ án thì người ta mới hoãn, nhân quý vị. Nhưng quý vị nhớ rõ một điều là tòa chỉ đình chỉ một lần mà thôi. Nhưng quý vị, lần sau luật sư xin vắng mặt nữa sẽ không được. Như vậy chúng ta phải hiểu rõ câu chuyện là ví dụ luật sư bào chữa của Thiền Am có tổng cộng là 5 vị. Mà một vị vắng mặt hay là hai vị vắng mặt, nhưng quý vị, mà hai vị vắng mặt đó trong cái ngày hôm đó không có đóng một vai trò quan trọng trong cái phần tranh tụng, thì tòa vẫn cho phép xảy ra chứ không cần phải hoãn. Để nói vậy, để chúng ta biết được rằng ở những cái phiên tòa với một cái sức ảnh hưởng như thế này thì nó không có một luật sư, dù là luật sư bào chữa hay là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Nhưng quý vị, nó không phải là một người mà nó có vài người. Thì khi mà một người vắng đó quý vị, nó không là cái xi nhê gì, đúng không quý vị? Và vì thế, thông thường phiên tòa vẫn xảy ra. Cái điểm kế tiếp là nếu mà có chứng cứ mới cần thu thập, cần phải được xác minh, như quý vị giám định, thì phiên tòa cảm thấy rằng những cái chứng cứ này có ảnh hưởng lớn tới cái bản án thì họ sẽ hoãn cái phiên tòa. Nhưng quý vị, hội đồng xét xử sẽ đưa ra cái quyết định là những cái chứng cứ này họ nghĩ rằng có một cái khả năng nào dù nhỏ, nhưng quý vị, họ cũng sẽ hoãn phiên tòa. Đó. Chứ không phải rằng bất cứ cái chứng cứ nào đưa ra, cái bằng chứng nào đưa ra, họ cũng hoãn phiên tòa. Và hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán sẽ có cái phần nghị án về những cái chứng cứ, từ đó họ mới đưa ra cái quyết định là hoãn phiên tòa. Thì đây là 3 cái điều mà không xảy ra, là 3 cái nguyên nhân, như quý vị, là không có trong cái lý do mà họ hoãn phiên tòa ngày hôm qua. Thì bây giờ Thanh Việt lần lượt đi qua những cái nguyên nhân mà họ gọi là cái yếu tố quan trọng để hoãn cái phiên tòa phúc thẩm của các bị cáo từ tỉnh thất. Thứ nhất là người bị hại và người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người bị hại vắng mặt. Người bị hại ở đây ngày hôm qua thì như quý vị đã biết rồi, ông Trần Ngọc Thảo đang ở Ấn Độ. Rồi một vị nữa, nhưng quý vị, là trưởng của cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Long An, hội trưởng. Nhưng quý vị, người này cũng có cái lá đơn cùng với ông Trần Ngọc Thảo là không đến. Đây là cái trường hợp lại một lần nữa lặp lại y hệt như phiên sơ thẩm. Nhưng quý vị nhớ là phiên sơ thẩm đó quý vị là có đến 2 lần. Lần đầu tiên là 30 tháng 6. Đã, hai vị bị hại này cũng không đến và có cái lá đơn. Rồi sau đó được đình chỉ gần 3 tuần. Nhưng quý vị, sang đến ngày 21 tháng 7, hai vị này cũng không đến. Nhưng quý vị nhé. Rồi, đến cái phiên phúc thẩm ngày hôm qua, hai vị này cũng có cái lá đơn, xin không đến. Như vậy, đây là một hai vị bị hại mà thực sự cái chương trình
hoạt động Phật Pháp của họ đến bận rộn đến mức như vậy hay sao? Cái đối với là cái câu chuyện của tòa án để giải quyết một cái vấn đề mà về hình sự, mà mình là hai trong ba cái nguyên nhân mà có cái phiên tòa ngày hôm nay, thì thật sự ra sự hiện diện có mặt của họ là một cái nhu cầu cần thiết. Thì bây giờ Thanh Việt xin được giải thích, trao đổi với quý vị, có một cái trường hợp nào mà người bị hại sẽ phải đến phiên tòa hay không? Từ vì không một lý do gì mà cả ba lần rồi, nhưng quý vị, cả hai vị này cùng một lúc là không đến. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nhìn cái câu chuyện nó như thế nào. Thưa quý vị, hoảng vì sự vắng mặt của nhóm này, thưa quý vị, nó lại phụ thuộc rất nhiều vào hội đồng xét xử, bao gồm luôn cả người bảo vệ quyền lợi, tức là những người mà luật sư bảo vệ cho người bị hại, thưa quý vị. Đó, bảo vệ quyền lợi thôi. Đó. Thì tất cả cái việc mà hoãn phiên tòa vì những cái nhóm người này không có mặt, thưa quý vị, nó sẽ là cái quyết định trong cái phòng nghị án của hội đồng xét xử. Vì những cái vấn đề như vậy, vậy thì hội đồng xét xử sẽ dựa vào những cái quan điểm gì để đưa đến kết luận rằng những người bị hại này vắng mặt thì tôi quyết định hoãn cái phiên tòa. Kính thưa quý vị, vắng mặt mà có và những người này có ảnh hưởng đến kết quả của buổi xét xử thì phiên tòa sẽ hoãn. Điều này là dĩ nhiên, đúng không quý vị? Nhưng có cái điểm đặc biệt ở đây đó quý vị, là đã hai lần rồi, ba lần, kể ngày hôm qua là ba lần. Nhưng cái quan trọng nhất là cái buổi sơ thẩm. Cái vị, nhân cái vị bị hại, hai vị bị hại cũng đã không xuất hiện. Và phiên tòa vẫn có cái bản án bình thường. Tòa ở sơ thẩm lấy cái lý do rằng cái sự vắng mặt của họ là có đơn, hợp pháp. Và họ đã có kê khai đầy đủ những cái vấn đề tại sao mà họ làm đơn tố giác, tố cáo. Và những cái vấn đề họ cho rằng những bị cáo từ tỉnh thất, dân quý vị đã vi phạm cái quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Thì lý do gì, nhân quý vị, trong cái vòng phúc thẩm này thì cái sự ảnh hưởng của hai cái người bị hại này đến cái kết quả của vụ án nó lại quan trọng như vậy. Đây là một cái điều thú vị. Vậy là một trong hai người, một là vòng sơ thẩm, hai là vòng phúc thẩm, một trong hai tòa đã có những cái điểm nhận xét nó bị sai, đúng không quý vị? Tòa sơ thẩm thì cho rằng cái sự hiện diện của ông Trần Ngọc Thảo không quan trọng, chúng tôi vẫn có kết quả. Còn bên của tòa phúc thẩm thì họ cho rằng sự hiện diện của ông Trần Ngọc Thảo rất là quan trọng. Vì chúng ta hãy nhìn đây, lý do mà họ đưa ra là ông Trần Ngọc Thảo, người bị hại, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam là bị hại của tỉnh Long An, nhưng quý vị không đến, nên một trong những cái lý do mà chúng tôi dừng hoãn cái phiên tòa này. Với phiên phúc thẩm, như quý vị, chúng ta xử lại những điều trong cái bản cáo trạng, xử lại vụ án dựa trên những điều trong bản cáo trạng, và người bị hại đã có lời khai với cơ quan công an, như quý vị, thì hội đồng xét xử dựa trên lý thuyết này sẽ không hoãn phiên tòa. Như quý vị, như vậy đối với Thanh Việt, theo cái điều hiện tại thì sự xuất hiện của ông Trần Ngọc Thảo, như quý vị, nó quan trọng ở vài điểm, nhưng dựa trên cái pháp luật hiện tại của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của đất nước chúng ta thì họ không có yêu cầu sự xuất hiện của những người bị hại. Tuy nhiên như quý vị, bây giờ hội đồng xét xử đã cho rằng cái nguyên nhân mà họ hoãn phiên tòa, trong đó có cái nguyên nhân là ông Trần Ngọc Thảo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam không đến. Vậy họ cho rằng sự xuất hiện của hai cái vị này quan trọng đến cái kết quả của vụ án. Và như vậy, ngày 2 tháng 11 sắp đến đây, chắc chắn rằng ông Trần Ngọc Thảo đã trở về từ Ấn Độ, nhớ quý vị. Và vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ chứng kiến cái lá đơn thứ tư xin không đến với cái lý do ABCD nào đó của cả hai vị này hay không? Thưa quý vị, cái khả năng mà viết đơn một lần nữa của hai vị này rất là cao để xin không có mặt. Nếu mà trường hợp đó xảy ra, nhờ quý vị, thì chúng ta phải làm gì? Hội đồng xét xử phải làm gì chính xác hơn?
Thưa quý vị, hai vị này có khả năng sẽ bị dẫn giải nếu chúng ta theo đúng luật Điều 62 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Dựa trên cái quan điểm gì? Là tiếp tục cố tình vắng mặt. Tại sao? Tại sao mà dùng cái danh từ là tiếp tục cố tình vắng mặt? Thưa quý vị, vì đây sẽ là lần thứ tư. Nhớ quý vị, hai lần ở vòng sơ thẩm, hai lần ở vòng phúc thẩm. Vậy là một sự cố tình vắng mặt. Nhớ quý vị, và theo Điều 62 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thì hai cái vị này có khả năng sẽ bị dẫn giải. Nếu mà chúng ta làm một cái động tác là tìm hiểu cái điểm B khoảng 2 điều 127 của luật tố tụng hình sự, trong đó họ có nói rằng chỉ có cho phép áp giải, nha quý vị nha, bị hại khi mà họ từ chối giám định quyền và lợi ích hợp pháp theo Điều 331 mà đã bị vi phạm bởi các bị cáo của tỉnh Thất Bồng Lai. Như vậy là làm sao để giám định được quyền và lợi ích hợp pháp? Thanh Việt đã có thưa chuyện với quý vị cái câu chuyện mà hai vị chức sắc tôn giáo này cho rằng cái quyền và cái lợi ích của mình đã bị xâm phạm. Vậy thì chúng ta cần phải giám định. Quyền nào? Lợi ích nào? Lợi ích đó là dựa trên cái gì? Tiền cúng dường vào chùa nơi hai vị này đang chủ trì. Bên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì tỉnh Long An thì phải chứng minh rằng cái ảnh hưởng nào đã dẫn đến cái quyền và lợi ích hợp pháp bị vi phạm. Bên của ông Trần Ngọc Thảo cũng phải chứng minh rằng sau khi mà những cái bị cáo tại tỉnh Thất đưa ra cái video và có cái câu nói rằng ông Nhật Từ ví như ngu như bò, thì cái chuyện gì đã xảy ra sẽ có ích hơn, nhưng quý vị, sẽ ích hơn cái tiền YouTube qua cái số lượng người xem cái vị này giảng đạo ở trên mạng YouTube đạo Phật ngày nay chẳng hạn. Như vậy có hay không có? Rồi cái chuyện mà các chùa khác đã dần dần không mời cái vị này nữa đi thuyết pháp nữa cũng là một điều chứng minh. Tuy nhiên cái này khó đó quý vị. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái vị Trần Ngọc Thảo này đã ba lần viết cái lá đơn là vì bận rộn những công việc Phật sự không thể đến được. Nhớ quý vị, bận rộn công việc Phật sự đã được hoạch định trước từ lâu rồi nên không thể nào đến được. Nếu mà nói như vậy đó quý vị, thì từ lâu là bao giờ? Từ trước khi mà phiên tòa có cái lịch trình, thì Thanh Việt có thể là đồng ý. Vì cái phiên tòa sơ thẩm vừa rồi nó chạy với một cái tốc độ như tên lửa, thì có thể là cái lịch trình của ông Trần Ngọc Thảo đã được thực hiện trước khi cái phiên tòa người ta có cái ngày là 30 tháng 6 hoặc là 21 tháng 7. Nhưng những cái ngày này đối với quý vị chắc chắn là nó xảy ra sau khi mà các thành viên của tỉnh Thất có cái lời nói so sánh ông Trần Ngọc Thảo với con bò. Và những cái điều như vậy đối với quý vị để chứng minh một cái điểm gì? Nếu mà ông viết đơn, ông cho rằng ông vẫn có thời gian, xin lỗi quý vị, ông rất là bận rộn để đi thuyết pháp ở các chùa, thì không có một lý do gì lại cho rằng cái lợi ích hợp pháp của ông đã bị vi phạm. Nhưng quý vị, mọi người vẫn mời ông đến mà. Ông rất là bận rộn, vẫn mời đến. Còn ông cũng rất là bận rộn, nhưng quý vị, về những cái quyền của ông vẫn được thực hiện hàng ngày, coi như là không có một chuyện gì xảy ra, nhưng quý vị, trước và sau cái lời phát biểu của các thành viên trong tỉnh Thất đưa lên trên mạng xã hội. Đó là những cái điều mà sự xuất hiện của ông Trần Ngọc Thảo, nhưng quý vị, và những cái việc mà giám định cái quyền và lợi ích nào đã bị vi phạm bởi các thành viên của tỉnh Thất là một điều hết sức là quan trọng để chứng minh ông này thật sự là người bị hại hay không. Trở lại cái vấn đề mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đó quý vị, trên những cái vấn đề mà về Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, những cái điều mà chúng ta thấy được 290, nhưng quý vị, rồi cứ thế mà chúng ta đi lên sẽ có những cái phần
nói về người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Nhưng chúng ta phải để ý một cái câu chuyện này. Cái bộ luật tố tụng hình sự về những cái việc hoãn phiên tòa đó quý vị, nó áp dụng cho cả hai tòa, tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm. Nhớ quý vị. Như vậy, ở tòa phúc thẩm nó có một vài điểm lẻ, có nghĩa là chúng ta không đem xử lại toàn bộ vụ án, mà chúng ta xử theo những cái điều mà các bị cáo làm đơn xin kháng cáo. Những cái điều nào đã tìm thấy trong lời kháng cáo đó thì người ta mới gọi là xử lại, chứ không phải là xử lại toàn bộ vụ án. Nhưng quý vị, không phải xử lại toàn bộ vụ án. Và vì vậy, trong cái phần mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và người bị hại đó quý vị, của người bị hại đó quý vị, đây là một cái nhóm luật sư có 4 người. 2 người từ ở miền Bắc, 2 người từ ở miền Nam. Thanh Việt xin được hỏi rằng, nhờ quý vị, cái vai trò của 2 người luật sư từ ở miền Bắc đối với hội đồng xét xử quan trọng như thế nào? Nhất là trong một cái phiên tòa phúc thẩm khi không có nghị án. Nhờ quý vị nha. Kháng nghị, xin lỗi quý vị, khi không có kháng nghị mà chỉ có kháng cáo. Tức là người bị cáo kêu oan xin được giảm án hoặc là xin vô tội, điều trả lại. Còn kháng nghị là không có. Nhưng quý vị, kháng nghị là bên của người bị hại, bên của viện kiểm sát. Thì ở đây chúng ta không thấy có kháng nghị nào. Có nghĩa là bên bị cáo, xin lỗi quý vị, bên người bị hại cùng với viện kiểm sát cho rằng cái bản án đó là hợp lý và vì thế họ không kháng nghị nữa. Và khi mà không kháng nghị đó quý vị, cái vai trò mà cần phải trưng bày ra cái bằng chứng để cứu thân chủ của mình là ở bên luật sư của bị cáo, chứ không phải là luật sư bảo vệ cho người bị hại. Nên Thanh Việt không nghĩ rằng một nửa đội hình của bên nhóm luật sư bảo vệ người bị hại không có mặt sẽ là một điều quan trọng. Thứ hai, cái hướng đi của phiên tòa phúc thẩm này, nhờ quý vị, không có ảnh hưởng tới người bị hại trong những cái vấn đề như là bồi thường thiệt hại thì chúng ta không có thấy. Và vì vậy, đối với Thanh Việt, sự xuất hiện của người bảo vệ quyền lợi như là hai ông Phạm Hồng Sơn và Nguyễn Văn Kiệm không có ảnh hưởng đến cái vụ án này. Nhờ quý vị, không ảnh hưởng. Như vậy, Thanh Việt vừa mới cho quý vị thấy, nếu ngày 2 tháng 11, theo đúng cái bộ luật tố tụng hình sự, thì ông Trần Ngọc Thảo không đến, nhưng quý vị, và họ cần giám định quyền và lợi ích hợp pháp, thì ông Trần Ngọc Thảo sẽ được dẫn giải, nhưng quý vị, đến phiên tòa. Sẽ được dẫn giải đến phiên tòa. Thú vị phải không quý vị? Tại sao? Từ vì họ đã ngừng hoãn cái phiên tòa này, và một trong những cái nguyên nhân mà họ hoãn là vì người bị hại không có mặt. Vậy là cái vai trò của người bị hại, ông Trần Ngọc Thảo và người đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất là quan trọng. Vậy là họ cùng quan điểm với Thành Việt và chúng ta là ông ta phải có mặt. Đúng không quý vị? Chứ còn không thì lại không liệt kê vào, cho dù ông có mặt hay không có mặt cũng không ảnh hưởng đến cái sự hoãn hay là xét xử. Nhưng mà vì họ đề ở đây, có nghĩa là cái vai trò của ông rất là quan trọng. Vậy thì chúng ta hãy chờ đến ngày 2 tháng 11 xem chúng ta thử biết. Nhưng quý vị, ở ngay cái vòng đầu tiên của vòng phúc thẩm họ cho là quan trọng. Vậy đến cái ngày 2 tháng 11, cái vai trò của ông Trần Ngọc Thảo có còn quan trọng nữa hay không? Chắc chắn không có một cái tình tiết mới nào của vụ án. Nhưng quý vị, và vì vậy, cái vai trò vẫn được giữ nguyên. Vậy hãy chờ xem chuyện gì xảy ra với ông Trần Ngọc Thảo ngày 2 tháng 11 này. Liệu ông có tiếp tục viết những cái lá đơn xin không đến hay không? Bây giờ, một nhóm người nữa, những quý vị không đến mà có trong danh sách lý do tại sao hoãn, đó là bị cáo. Thưa quý vị, bị cáo đó quý vị, thì trong cái điều luật của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự đó, nó quan trọng lắm. Khi mà chúng ta nói một cái điều luật đó quý vị, là chúng ta phải đọc hết. Còn đây là cái kiểu, nhưng quý vị và Thanh Việt cũng đã từng vấp phải. Có nghĩa là mình
đọc một câu chuyện, mình đọc nửa câu chuyện thôi. À, nửa câu chuyện còn lại mình không đọc, tại vì có khi là nó không có một cái gì quý vị ích lợi cho mình. À, cái lợi cho mình nếu mình không đọc. Thì đây Thanh Việt xin được trình bày với quý vị những cái điểm mà chúng ta phải chú ý. Thứ nhất, đúng là bị cáo phải có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập, đúng không quý vị? Nhất là những bị cáo mà tại ngoại như là ông Lê Tùng Vân. Bây giờ nói chuyện vắng mặt nè. Vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ bị áp giải. Nha quý vị nha. Vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ bị áp giải. Và phiên tòa sẽ hoãn nếu những người này, người bị cáo này có lý do chính đáng, chẳng hạn như bệnh tật và có giấy giám định. Nha quý vị nha, chứ không phải tự nhiên nói bệnh tật, phải có giấy giám định, phải có bác sĩ y khoa vào giám định. Rồi, thứ hai nữa, những người bệnh tâm thần, bệnh hiểm nghèo thì người ta tạm đình chỉ vụ án cho đến khi bị cáo khỏi bệnh. Thứ ba, nếu bị cáo bỏ trốn và công an có lệnh truy nã thì phiên tòa vẫn phải hoãn, đúng không quý vị? Và sự vắng mặt nếu những trường hợp này xảy ra, thì thưa quý vị, điểm thứ nhất, bị cáo trốn và việc truy nã không có kết quả thì cái trường hợp này không có đối với 6 bị cáo. Thứ hai, bị cáo đang ở nước ngoài và không thể triệu tập đến phiên tòa, điều này cũng không áp dụng đến các thành viên của tỉnh thất đang ở trong tù. Điều thứ ba, đây kính thưa quý vị, bị cáo đề nghị xét xử vắng mặt và được hội đồng xét xử chấp thuận. Thì nếu mà bị cáo đưa ra lời đề nghị vắng mặt nhưng mà tòa cứ xét xử đi, và nếu được hội đồng xét xử chấp nhận, chấp thuận thì phiên tòa vẫn xảy ra. Chỉ trong vài giây nữa, Thành Việt sẽ trao đổi với quý vị cái đơn những quý vị xin vắng mặt của ông Lê Tùng Vân. Điểm thứ tư, nếu vắng mặt mà không có lý do, không có bất kỳ một lý do chính đáng nào và không có trở ngại cho cái công việc xét xử đó quý vị, thì phiên tòa phải được xảy ra. Những cái việc xử mà vắng mặt. Vậy là ngày hôm qua, nha quý vị, ngày hôm qua thì đại đa số nó rơi vào trường hợp C, bị cáo đề nghị xử vắng mặt được hội đồng xét xử chấp thuận. Thì thưa quý vị, đây là cái lá đơn xin vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Lá đơn nói về ông Lê Tùng Vân. Để tôi đây, thưa quý vị, đây là lý do ông nói đây. Lý do là tôi không đến, vì sao? Vì tuổi cao sức yếu, trên 90 tuổi, gần đất xa trời, đang bị bệnh nên tôi rất khó khăn trong việc đi lại, nhất là di chuyển xa từ nơi ở đến tòa án. Nếu đi đến tòa án phải có xe cứu thương và bác sĩ theo cùng, phải dùng cán để khiêng vào, không đủ sức ngồi tham dự, phải nằm, thì nó sẽ gây ra cái phản cảm không hay cho việc xét xử. Như vậy là ông Lê Tùng Vân cũng có cái lá đơn, nhưng quý vị xin hoãn, xin vắng mặt, nhưng đề nghị phiên tòa là cứ xử đi. Nhưng quý vị, đề nghị phiên tòa có xử, vậy nó rơi vào điểm C, nhưng hội đồng xét xử đã không chấp nhận, vì thế họ hoãn cái phiên tòa. Đúng không quý vị? Ông Lê Tùng Vân đã có gửi đơn, đơn xin vắng mặt, và yêu cầu tòa án cứ xử, không cần chờ ông ta. Nhưng quý vị, nhưng hội đồng xét xử đã không đồng ý. Đó là cái điểm xảy ra ngày hôm qua. Trường hợp nữa, trong cái phần này, cái điểm thứ nhất, bên hội đồng xét xử có ghi người có quyền và nghĩa vụ liên quan và người làm chứng vắng mặt, nên đó là những cái lý do họ không xét xử phiên tòa mà họ hoãn. Thì bây giờ chúng ta hãy nhìn vào trong bộ luật tố tụng hình sự, cái trường hợp người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì nó như thế nào.
Kính thưa quý vị, nếu mà những người này vắng mặt nhưng đã có lời khai tại trụ sở của cơ quan công an điều tra, thì chủ tọa của phiên tòa, của thẩm phán đó quý vị, công bố những lời khai đó và cho vụ án được tiếp tục, phiên tòa được tiếp tục xảy ra. Tương tự như bị hại, hội đồng xét xử có quyền quyết định hoãn phiên tòa hoặc là tiếp tục xảy ra. Nhưng quý vị, đó sẽ họ sẽ phải nghi án. Nếu mà những người làm chứng, những người có quyền lợi và nghĩa vụ cố tình vắng mặt mà không có lý do chính đáng và sự vắng mặt của họ gây trở ngại cho việc xét xử, thì hội đồng xét xử có thể quyết định dẫn giải những người làm chứng này theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. À, đây là điểm khá thú vị. Tại sao vậy quý vị? Tự vì cô Diễm My vắng mặt ở bên tòa sơ thẩm và khả năng rất là cao cô cũng sẽ vắng mặt ở vòng phúc thẩm đầu tiên này. Như vậy, chúng ta không biết được có lý do nào vắng mặt một cách tự nhiên, không có giấy phép. Nhưng quý vị, không có một lời thông báo. Và vì vậy, Thanh Việt mong muốn rằng hội đồng xét xử gồm 3 vị thẩm phán phải có cái quyết định dẫn giải cô Diễm My về trong tòa theo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Điều này là bắt buộc. Nhưng quý vị nhé, điều này là bắt buộc. Một số người vắng mặt, nhưng quý vị, như từ tỉnh Thất Bồng Lai, những người được cho rằng những người có quyền và lợi ích hợp pháp, gồm có Nhất Tuệ, Huyền Trân, Kỳ Duyên, Kim Xuân, Ngọc Trâm, bà Võ Thị Tám, nhưng quý vị, và Kim Hoa. Thì những người này, đó quý vị, cũng như là những người làm chứng, nếu mà họ chưa có cái lời khai với cơ quan cảnh sát điều tra, thì bên của luật sư sẽ trình bày những cái lời khai của những quý vị này và cơ quan điều tra, nhưng quý vị sẽ trao những cái tập hồ sơ cho chủ tọa công bố về những cái lời khai của những quý vị này. Mà nếu những quý vị này không có lời khai, nhưng quý vị, thì hội đồng xét xử vẫn có khả năng ra cái quyết định là dẫn giải những cái vị này để đi giám định về những cái quyền và lợi ích hợp pháp nào, nhưng quý vị, và họ biết gì về cái câu chuyện của Tỉnh Thất, vì đây là những người sống tại Tỉnh Thất. Tuy nhiên cái quan trọng nhất đó quý vị không phải là các thành viên từ Tỉnh Thất Bồng Lai, mà nó là sự có mặt hay không có mặt của cô Diễm My liên quan trực tiếp đến hai cái vấn đề mà nó cấu thành cái tội 331 của các thành viên tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Đó là cái lần phát biểu về cái kết quả điều tra trong vụ 50 người đi vào trong Tỉnh Thất gây náo loạn. Lần thứ hai là cái lần mà các thành viên của Tỉnh Thất đã có một cái phản ứng rất là mạnh ở cái thời gian cấp bách về cái việc cô Diễm My này bị ép lên trên xe đi ngược lại cái ý kiến cá nhân của mình và trở về nhà của cô ta. Nhưng quý vị, thì đó là những cái câu chuyện mà cần phải được xác minh. Tại sao vậy quý vị? Thanh Việt sẽ có một cái bài giải thích rõ hơn về cái trường hợp của cô Diễm My và các thành viên tại Tỉnh Thất Bồng Lai trong cái lần mà đi đến cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan của huyện Đức Hòa, cơ quan công an của huyện Đức Hòa. Vì sao quý vị? Một trong những cái quyền căn bản nhất của công dân là gì? Tôi thấy có điểm sai, tôi nghĩ là điểm sai thì tôi báo cáo. Báo tin tội phạm, báo tin những cái vấn đề sai trái, nhưng quý vị, để nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ. Dĩ nhiên, cái quá trình cấp bách như vậy của các thành viên tại Tỉnh Thất, nhờ họ có được những cái ngôn từ nó vượt quá một cái mức giới hạn nào đó tại cơ quan cảnh sát điều tra, thì cái điều đó nó vẫn không cấu thành một cái tội để phạt tới 3 năm rưỡi đến 4 năm tù. Đúng không quý vị? Cho những cái người trực tiếp tham gia. Nhưng quý vị, đó là cái điều mà chúng ta đang chờ đợi. Cái việc mà những người, những điều mà họ nói ra có thực sự là thiệt hay là giả, đó là cái chuyện bắt cóc.
đúng quý vị. Và nếu thiệt, nếu giả thì như thế nào? Người nào sẽ là một cái nhân chứng quan trọng ở trong đó? Chắc chắn là cô Diễm My này. Nhưng quý vị, về hiện nay cô Diễm My đang nằm trong danh sách truy tìm hai lần, xin lỗi quý vị, tại hai nơi, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Long An. Tuy nhiên, nó chỉ là ở cái dạng truy tìm, chứ không phải là đi tìm cho bên công an phát cái lệnh truy nã. Vì vậy, dựa trên những cái gì mà cái quyết định hoãn cái phiên tòa ngày hôm qua đó quý vị, chúng ta thấy được cái vai trò quan trọng của một số nhân vật mà Thanh Việt nghĩ rằng chúng ta đã mong đợi để xuất hiện, để có trong cái phần tranh tụng. Thì phiên tòa hoãn ngày hôm qua đó quý vị, cũng là một cái điều cũng khá thú vị. Nhưng quý vị, đôi khi hoãn như vậy mà nó giúp một phần nào cái câu chuyện cho tương lai. Về gì quý vị? Về những cái nhân vật mà chúng ta chờ đợi, tuy nhiên chưa được bên hội đồng xét xử tại vòng sơ thẩm xem là những yếu tố quan trọng cho cái bản án. Bây giờ chúng ta hãy nói về cái câu chuyện lại chạy trước ô tô. Quý vị biết rồi, sau khi mà chánh án ra cái quyết định bổ sung các cái thành viên cho hội đồng xét xử tại một cái phiên tòa, cho dù sơ thẩm hay là phúc thẩm. Phúc thẩm thì có đến 3 vị thẩm phán. Thì toàn bộ cái quyền, thẩm quyền về hồ sơ vụ án đó quý vị, nó thuộc về hội đồng xét xử. Nhưng quý vị, và hội đồng xét xử này, họ gặp mặt trong cái phiên tòa xét xử và đưa ra những cái quyết định, cái vấn đề theo cái nguyên tắc đa số, tức là đa số thắng tiểu số trong cái phòng nghị án. Tất cả mọi quyết định đều là 3 người này thẩm phán. Còn ngày hôm qua Thanh Việt có giới thiệu quý vị là 12 vị bồi thẩm đoàn, tức là ở những quốc gia khác. Nhưng quý vị, còn ở chúng ta là 3 vị thẩm phán mà thôi. Mặc dù là bị cáo hoặc là người tham gia tố tụng có đơn xin hoãn, như là trường hợp của ngày hôm qua, chúng ta thấy đơn xin hoãn của ai? Của bị cáo là ông Lê Tùng Vân. Của người tham gia tố tụng là gồm những ai? Là những người bị hại, là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của người bị hại. Nhưng quý vị, có đơn xin hoãn. Nhưng theo quyết định của quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự đó quý vị, thì việc ra quyết định hoãn phiên tòa quan trọng chỗ này nè quý vị. Phải được thảo luận thông qua một cách chính thức, nha quý vị nha, trong phòng nghị án. Cho dù mình biết được rằng 1 cộng 1 bằng 2 dựa theo cái thông tin và dựa theo kiến thức của mình, như là một vị thẩm phán chánh án có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên cái đó một lần nữa nó chỉ là ý kiến cá nhân, nha quý vị, chỉ là ý kiến cá nhân. Cho dù người đó ở một chức vị nào, nha quý vị, mà phiên tòa này đang thuộc cái quyền sở hữu, cái quyền giải quyết vụ án của hội đồng xét xử, thì cái trách nhiệm của hội đồng xét xử phải được xác định một cách rõ ràng. Do vậy, ngày hôm qua thì Thanh Việt cảm nhận được rằng phiên tòa đúng 50% mà thôi. Nghĩa là sao? Họ vẫn theo một cái quy trình, nha quý vị, mặc dù cái bước đầu tiên vấp phải là nó bị sai. Bước thứ hai, họ trở lại vị trí cũ, là tòa án vẫn mở cái phiên tòa, rồi ra cái quyết định hoãn theo đúng cái quy định của điều 297 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nha quý vị, họ ra cái quyết định. Và cái câu chuyện ở đây đó quý vị, là họ có theo đúng cái quy trình hay không? Những cái việc bàn thảo có trong phòng nghị án hay không? Hay là đã được bàn thảo trước khi phiên tòa bắt đầu vào sáng ngày hôm qua, ngày 14 tháng 10. Có thể là đã được bắt đầu, nha quý vị. Và ông chánh án mới biết được cái kết quả như vậy. Mặc dù điều đó là sai quy trình một cách rất là rõ ràng. Mà trong một vụ tố tụng, nha quý vị, những cái điểm sai quy trình có thể đảo ngược tất cả những cái kết quả mà mọi người trông chờ. Nha quý vị, đảo ngược hoàn toàn. Và vì vậy, để có được một cái tính chất nghiêm minh của hội đồng xét xử hay là cái kết quả của vụ án,
thì tất cả mọi cái bước trong quy trình tố tụng phải được tuân thủ một cách chặt chẽ, một cách máy móc nha quý vị, chứ không phải là hời hợt. Tôi biết được một thông tin này thì tôi thông báo cho mọi người biết. Điều đó là không chấp nhận vì nó vi phạm. Mà tại sao chúng ta lại nghĩ rằng nó vi phạm thì nó quan trọng vậy? Cái điều đó nó rõ mồn một, những người đó là phạm tội. Kính thưa quý vị, đó là những ý thức rất là chủ quan nha quý vị nha. Rất là chủ quan. Một cái phiên tòa mà ngay từ ở phút đầu cho đến phút chót, mọi cái việc phải được kiểm tra nha quý vị, đánh dấu đàng hoàng. Tất cả đều phải tuân thủ theo quy trình tố tụng. Còn nếu không thì cái tính công minh của nó nha quý vị sẽ không còn nữa. Phiên tòa sẽ bị đưa vào theo một cái chiều hướng xấu và tiêu cực. Cái việc thông báo với báo chí biết đó quý vị, một ngày trước khi phiên tòa bắt đầu, thành việc lặp lại, đó là một hành vi vi phạm quy trình tố tụng của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Nó làm giảm cái uy tín, cái sức mạnh của hội đồng xét xử, và từ đó nó ảnh hưởng tới cái kết quả của vụ án, mà mọi người bắt đầu có những cái hoài nghi, mặc dù những hoài nghi này là không có bằng chứng thực sự. Nhưng quý vị, tuy nhiên, nó vẫn để một cái dấu chấm phá không tốt đẹp. Câu hỏi ở đây rằng chánh án đã có căn cứ ở đâu, như quý vị, để đưa ra cái kết luận là hoãn phiên tòa. Vậy là chánh án cùng với các cái vị thẩm phán bên trên đã có cuộc họp để đưa đến cái câu kết luận cho ngày hôm nay. Và ngày hôm qua, ngày hôm kia thì cái vị chánh án đó đã lên nói với báo chí. Nhưng quý vị, chúng ta không thể nói rằng tôi là chánh án, tôi biết được những cái tờ đơn gửi vào và tôi cũng đã có cái kết quả là hoãn phiên tòa. Nhưng tại sao lại biết rõ cái ngày tháng để hoãn như vậy? Đúng không quý vị? Tại sao biết được? Thì cái điều duy nhất có thể biết được là phiên tòa đã được quyết định xảy ra ngày nào, vào ngày tháng nào, nhưng quý vị, thì mới có cái chuyện, mặc dù một ngày trước khi có phòng nghị án, có cái phần nghị án, thì chánh án đã biết được trước cái kết quả rồi. Thì đây là một trong những cái điều mà tối kỵ trong bộ luật hình sự và tố tụng hình sự. Chúng ta không thể nào đi chật cái con đường rầy đó, tại vì lập tức tất cả mọi sự tin tưởng sẽ đo vào dấu hỏi. Cái kết quả của vụ án cũng được cho vào dấu hỏi, là điều đó thực sự là không tốt. Nhưng quý vị nhé, cái điểm quan trọng ở đây đó quý vị, sai quy trình, chánh án cũng có thể đã biết. Tuy nhiên, nếu ông chánh án này biết, tại sao ông vẫn làm? Vậy là chánh án có phải là muốn thông báo cho báo chí để nó một cái thông tin được đại trà cho công chúng biết hay không? Và cái người nghe ở đây được định nghĩa là ai? Những quý vị, có phải là những người quan tâm đến cái phiên tòa phúc thẩm này hay không? Thì đây là cái phần chót của chương trình. Thanh Việt muốn trao đổi với quý vị. Đây là cái phần mà Thanh Việt nói ngày hôm qua. Tuy nhiên nó gặp trục trặc về âm thanh ở cái phần chót, nên Thanh Việt xin được nói lại nha quý vị. Và nó là một cái kết nối của cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì trước khi bắt đầu cái phần chót, lặp lại một tí xíu của cái chương trình ngày hôm qua, thì Thanh Việt xin được uống một tí nước và xin quý vị để lại cái lời bên trao đổi với nhau những cái thông tin mà Thanh Việt sắp trình bày với quý vị. Thanh Việt xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và thưa quý vị, cái câu hỏi luôn luôn rằng ông thẩm phán, ông biết được rằng ngày 14 tháng 10, tức là ngày hôm qua, phiên tòa vẫn tổ chức để công bố chính thức cái kết quả là hoãn. Nhưng quý vị, vậy thì làm sao ông chánh án này lại đi lên trên mặt báo để công bố cho mọi người biết? Tại vì nếu không công bố, nhưng quý vị, thì có sự khác biệt gì hay không?
chờ đến ngày 14 tháng 10. Nhưng quý vị, công bố trước một ngày thay đổi cái vấn đề gì? Thì đây là một cái câu hỏi hết sức là quan trọng, đúng không quý vị? Tại vì sau ngày, trong ngày 14 tháng 10 hay sau ngày 14 tháng 10, thì những cái tin tức được đưa ra sẽ là chính thức, chính xác nhất cùng với tất cả những cái biên bản, cái quyết định. Tại sao cái vị chánh án này lại đưa ra trước? Vì lý do gì? Thì đây là những cái giả thuyết mà Thanh Việt xin được trình bày với quý vị. Và Thanh Việt đã trình bày ngày hôm qua rồi. Nhưng ngày hôm nay vì cái âm thanh nó bị hư và quý vị có thể là không nghe rõ, Thanh Việt xin được lặp lại một phần của cái video ngày hôm qua. Thì mong quý vị tha lỗi. Thanh Việt có nói về cái chuyện mà vạch lá tìm nguyên nhân, đúng không quý vị? Vạch lá tìm nguyên nhân. Có ba cái nhóm người mà Thanh Việt nghĩ rằng cần cái sự quan tâm, có cái sự quan tâm về cái phiên tòa phúc thẩm này. Dĩ nhiên là người dân, một bộ phận người dân trong xã hội của chúng ta, trong nước cũng như là ngoài nước, quan tâm đến cái vụ án. Thứ hai là Hội đồng Bảo vệ Trẻ Em của Liên Hiệp Quốc. Tại sao mà Thanh Việt lại nói về cái Hội đồng Bảo vệ Trẻ Em của Liên Hiệp Quốc? Thưa quý vị, cái khả năng mà hội đồng này tham dự vào trong cái vụ án cũng khá là cao. Nhưng quý vị, tại sao? Vì cách đây không lâu, nhưng quý vị, theo trang website của Liên Hiệp Quốc, họ có tường trình về cái Hội đồng Bảo vệ Trẻ Em đã có một cái buổi lắng nghe hai cái phái đoàn. Thứ nhất là đoàn đại biểu Việt Nam. Thứ hai là một cái tổ chức ủng hộ cho trẻ em tại Thiền Am. Nhớ quý vị. Và hai cái đoàn này đã có những cái cuộc trả lời, cung cấp tài liệu cho Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo vệ Trẻ Em. Về những cái vấn đề trẻ em như thế nào, được đối xử như thế nào tại đất nước của chúng ta. Vì sao quý vị? Vì Việt Nam của chúng ta đã có những cái bản ký kết với cái quỹ nhi đồng trên thế giới UNICEF. Và vì thế mà chúng ta sẽ tuân thủ, từ trước đến giờ chúng ta luôn luôn tuân thủ những cái đạo luật như vậy. Vậy thì cái Hội đồng Bảo vệ Trẻ Em này, họ sẽ có một cái quan tâm, nhờ quý vị, đến cái câu chuyện ngày hôm qua. Tại sao mà lại quan tâm? Tại vì toàn bộ câu chuyện này là dựa trên người lớn với những cái điều 331, chứ không phải là quan hệ cùng huyết thống và cái tinh thần của các chú bé đó, cái em bé đó, cái cô bé đó, nó bị ảnh hưởng như thế nào. Thì Thanh Việt nghĩ rằng cái Hội đồng Bảo vệ Trẻ Em này đó quý vị, họ có thể đến để xem xét, nhìn cái vụ án xảy ra. Tuy nhiên Thanh Việt nghĩ rằng cái vấn đề của cái phiên tòa 331 nó không trực tiếp liên quan đến vấn đề trẻ em. Nhưng quý vị nha, không trực tiếp. Nó sẽ liên quan đến vấn đề trẻ em khi mà nếu có những cái vụ án liên quan đến cái vấn đề về quan hệ cùng huyết thống, thì lúc đó mới là cái vấn đề quan trọng. Và cái những cái vấn đề mà Thanh Việt gọi rằng hình ảnh của các em tại Thiền Am, tại Tỉnh Thất đã được tung lên trên mạng một cách vô tội vạ. Mà, thưa quý vị, đó là những cái điều căn bản nhất mà chúng ta không được làm. Vì trẻ em là những em bé không có cái sức chống lại, cái sức phản đối. Nhưng quý vị, và vì thế, chúng ta đưa những cái hình ảnh đó, thưa quý vị, là chúng ta đã vô tình phạm một cái quyền của trẻ em. Ngay cả cha mẹ chính thức ra trên giấy tờ, nhưng quý vị nhé, trên luật pháp là không được đưa hình của con mình nếu không có sự cho phép của con mình. Nghe nó rất là tiếu lâm, nhưng nó là có. Nhưng quý vị, nó là có. Rồi, bây giờ một tổ chức nữa mà Thanh Việt nghĩ rằng cũng có một cái sự quan tâm, và cái tổ chức này có thể có cái khả năng rất cao là cái nguyên nhân mà chánh án đã có cái thông tin để truyền tải thông qua mạng báo chí. Đó là
Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới của Mỹ và chính phủ Mỹ. Tại sao mà Thanh Việt lại nhắc đến cái ủy ban này? Thưa quý vị, Thanh Việt đã có một lần tìm hiểu và trình bày với quý vị là cái Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới này được đề cử bởi Tổng thống của từng nhiệm kỳ, nha quý vị, tại Mỹ. Những vị Tổng thống này, họ thành lập, giới thiệu các cái thành viên vào trong cái ủy ban. Trong đó là có Ủy ban Tự do Tôn giáo Thế giới. Và vừa rồi trên trang website của cái ủy ban này, nha quý vị, có xuất hiện cái hình của 6 bị cáo từ tỉnh thất, cùng với những cái lời giải thích rất là rõ ràng cái tình trạng, cái hiện tại của các bị cáo này. Họ xem những bị cáo này là những tù nhân tôn giáo. Thì cái chữ tù nhân tôn giáo đó quý vị, nó làm cho một số chúng ta cảm thấy rằng không đúng. Thế thì xin được giải thích chính xác như thế này. Nếu mà để cho nó được chính xác đó quý vị, phải gọi là tù nhân liên quan đến vấn đề tôn giáo. Có nghĩa rằng, ví dụ một người đạo Thiên Chúa giáo có những xúc phạm đến đạo Phật mà xúc phạm quá nặng nề nhiều lần. Nhưng quý vị nên nhớ rằng mọi cái hành động, nha quý vị, để được xem là một cái vi phạm hình sự, ngoại trừ cái việc cướp của, giết người, tất cả những hành động còn lại nó phải là một cái chuỗi vi phạm có tính chất lặp đi lặp lại, ngoan cố, biết được mình sai nhưng mà vẫn làm. Nha quý vị, ngoại trừ cái việc mà giết người, cướp của, nha quý vị, một lần là cũng phạm rồi, còn những cái tội khác, nha quý vị, thì nó phải là một cái hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một khoảng thời gian thì mới kết tội. Thì đây Thanh Việt xin được nói như thế này. Cái phái đoàn này đó quý vị, họ đưa 6 cái bị cáo này của tỉnh thất vào trong cái danh sách. Và khi đưa vào trong danh sách như vậy thì họ phải có những cái sự quan tâm. Vừa qua chúng ta được biết rằng trung tuần giữa tháng 5 thì cái tổ chức ủy ban tôn giáo này họ sẽ có những cái bản tường trình gửi đến cho Tòa Nhà Trắng. Và khi mà gửi đến như vậy đó quý vị, thì Tòa Nhà Trắng bao gồm cả Tổng thống sẽ có những cái buổi mà bàn bạc, đưa ra những cái quyết định cho Bộ Ngoại giao hướng tới những cái đất nước mà được Ủy ban Tự do Tôn giáo xem là có những cái vi phạm về tôn giáo. Thanh Việt có nhận được một cái câu hỏi, hai câu hỏi, một câu hỏi nhưng mà hai người viết gửi đến cho Thanh Việt, yêu cầu nho nhỏ rằng Thanh Việt thử làm người mà đi tìm kiếm lịch sử qua Google đi. Hồi trước Thanh Việt có nói rằng Thanh Việt không thích Google luật sư hoặc là Google bác sĩ, và bây giờ thôi, nó không thuộc cái ngành nghề của mình, nên Thanh Việt gọi là mình tạm thời làm Google tìm lịch sử. Nhưng quý vị, thì họ nói rằng cái Ủy ban Tự do Tôn giáo đó với chính phủ Mỹ đó, họ đang rất là bận rộn với cái cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ của Tổng thống. Vậy thì Tổng thống còn có đầu óc đâu mà đi lo cái chuyện tự do này, tự do nọ của một nhóm người tại một cái tỉnh thất nhỏ xíu ở một cái tỉnh cũng tương đối là khá nhỏ, Long An. Thưa quý vị, cái câu chuyện nó hoàn toàn sai khi được giải thích như vậy. Cái ông Tổng thống Mỹ đó quý vị, ông ta sẽ phải thi hành tất cả những cái điều mà ông ta hứa, những cái nhiệm vụ của ông ta cho đến ngày cuối cùng cái nhiệm kỳ của ông. Theo sự tìm hiểu của Thanh Việt thì hiện nay vào tháng 11 sắp đến đây sẽ có một cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ. Giữa nhiệm kỳ ở đây không để quyết định là sẽ hạ bệ cái ông tổng thống đó, thay thế một ông tổng thống mới, hoàn toàn không có, nhân quý vị, hoàn toàn là không. Vì tổng thống này được bầu lên cách đây 2 năm, rồi họ sẽ thực thi 4 năm cái nhiệm vụ. Sau đó nếu được thì họ sẽ tranh cử tiếp, còn nếu không thì họ nhường cái đó lại cho một người khác trong cái đảng của họ. Như vậy, cái cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này, nó không có quyết định cho tổng thống một cách trực tiếp, mà nó là bầu
trong năm nay là 34 cái ghế trong 100 cái ghế của Thượng viện Mỹ, những cái việc của Quốc hội đó, của Thượng viện, thì họ sẽ tranh cử của các cái tiểu bang vào 34 cái ghế này. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ cái này, Ủy ban Tôn giáo Tự do, Tự do Tôn giáo của Mỹ, họ hoạt động độc lập với những cái vấn đề xảy ra tại nước Mỹ. Nhưng quý vị nha, ngoại trừ nếu có tổng thống mới thì tổng thống đó sẽ giữ lại hoặc là thay thế bằng một người khác. Nên quý vị, hèn gì để nói cái câu chuyện này là Thanh Việt muốn nói rằng cái chuyện bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ, cái chuyện mà tranh cử 34 cái ghế không có một cái tác dụng gì đến cho cái công việc của Ủy ban Tự do Tôn giáo hoặc là chính phủ Mỹ cả. Nhưng quý vị nha, không có liên quan. Chứ nếu không đó quý vị, thì bầu cử như thế này là nó tê liệt hết tất cả những cái mối quan hệ ngoại giao. Nếu Thanh Việt có nói sai cái gì thì mong quý vị ở tại các quốc gia, nhất là bên Mỹ mà Thanh Việt vừa mới nói, có thể đưa lời cái lời bình luận xem Thanh Việt có nói có bị chật chỗ nào hay không và xây dựng góp ý trong cái cuộc bỏ phiếu sắp tới đến đây. Nhưng quý vị, nó gọi là tháng 11 đó, không phải để quyết định cái tính mạng của số mạng của ông tổng thống ra hay ở tại Nhà Trắng. Nên không có vấn đề gì, kính thưa quý vị. Ủy ban Tự do Tôn giáo mỗi năm một lần vào tháng 5 có viết một bản tường trình vào cái năm trước rồi gửi cho tòa Nhà Trắng và ông tổng thống. Đơn giản là như vậy. Nhưng quý vị nha, đơn giản là như vậy. Vì vậy sẽ có những cái câu hỏi được đặt ra rằng liệu có cái tác động nào từ cái nhóm thứ ba này hay không về cái việc mà hoãn cái vụ án phiên xử, thưa quý vị, phiên xử. Mà nếu mà có tác động đó đó quý vị, thì chúng ta có quyền la làng lên là tại sao một quốc gia khác xâm phạm quá sâu vào nội bộ của quốc gia chúng ta hay không. Thưa quý vị, chúng ta có quyền chứ quý vị, vì đó là điều luật. Một quốc gia không thể nào xâm phạm quá sâu vào trong cái quyết định, những cái chuyện nội bộ của một quốc gia nọ. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, theo cái sự tìm hiểu của Thanh Việt, những cái quốc gia làm ăn chung với Mỹ thì nước Mỹ thường hay đưa đến những cái được gọi là tự do này, tự do nọ, mà trong đó cái quyền tự do của con người được chú trọng nhiều nhất. Có nghĩa là 78 tỷ đô la nha quý vị, thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ sẽ phụ thuộc rất là nhiều về những yếu tố khác để cho cái con số đó nó được tăng lên. Và Thái Việt nghĩ rằng trong cái chuyến đi vừa qua của cái ông phụ tá ngoại giao đó quý vị, cũng liên quan về những cái vấn đề gọi là những cái vấn đề mà quốc gia của họ muốn những cái người đồng minh trong vấn đề kinh tế thực thi để thúc đẩy cái sự phát triển về kinh tế giữa hai nước với nhau. Hai bên cùng có lợi mà quý vị, 78 tỷ đô la nha quý vị nhé. Và vì thế, họ chỉ có quảng bá, hy vọng là chúng ta có những cái kế hoạch, họ vạch ra những cái con đường để đôi bên cùng có lợi và những cái gì họ cho là tự do sẽ được áp dụng ở cái đất nước mà họ làm ăn với. Điều đó là chắc chắn xảy ra và đã xảy ra trong quá khứ với rất là nhiều nước. Ở đây thì Thanh Việt tự đặt một cái dấu hỏi, một cái giả thuyết, liệu có một cái nhân vật nào đó của lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh đã gửi một cái thông báo rằng họ sẽ tham gia cái phiên tòa ngày hôm qua hay không? Có khả năng lắm chứ vị. Có cái điểm đặc biệt mà Thanh Việt xin được nhấn mạnh ở đây đó quý vị, là cái lãnh sự quán đó quý vị, thường thường đó, họ có quyền tham gia một cái phiên tòa không xử kính như là cái phiên tòa phúc thẩm ngày hôm qua, không xử kính. Nhưng quý vị nha, mở rộng, chỉ có là không truyền TV thôi, nhưng không phải là tòa xử kính. Thì những cái vị lãnh sự quán này đó quý vị, họ có quyền tham gia, nhưng mà thông thường đó quý vị nha, họ chỉ tham gia những vụ án mà công dân của họ dính phải khi ra tòa. Chẳng hạn một công dân Pháp bị đưa ra tòa thì có đại diện của lãnh sự quán
Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự cái phiên tòa đó để họ cập nhật tin tức. Tương tự như vậy, kính thưa quý vị, trong cái phiên tòa xét xử phúc thẩm của Tịnh Thất thì chúng ta không thấy có ai là quốc tịch Mỹ, đúng không quý vị? Như vậy thì tại sao lãnh sự quán có khả năng là đã đến hay là muốn đến? Như vậy cái giả thuyết này nó có lung lay không, kính thưa quý vị? Thưa quý vị là không. Không lung lay ở cái quan điểm rằng cái lãnh sự quán đó, nếu họ có đến nha quý vị, thì họ sẽ không có tham gia trực tiếp giơ tay lên, giơ tay xuống, lắc đầu, lắc lư, phản đối cái phiên tòa đó. Vì cái đó là cái gì quý vị? Trên bề mặt ngoại giao không ai có quyền làm như vậy. Nên chúng ta phải nhấn mạnh cái quan điểm nó rõ ràng là những gì một quốc gia có thể làm được và một quốc gia không thể làm được, nó đầy đủ, nó rõ ràng. Và chúng ta không thể nào cho rằng Úc không thể nào đến được vì nó xâm phạm vào, quá sâu vào nội bộ. Còn một người là cho ra rằng ôi đến được, còn có thể làm cho phiên tòa nó thay đổi kết quả. Thì Thanh Việt nghĩ rằng không, thưa quý vị, chỉ là một cái sự quan sát, nhưng quý vị từ xa và có khi là không trực tiếp trong cái phiên tòa. Và chính vì những cái vấn đề đó nó mới xảy ra cái khả năng rất là cao về cái sự gọi là hoãn phiên tòa để đưa ra những cái quyết định. Nhưng quý vị sẽ làm gì với cái yêu cầu của lãnh sự quán của Mỹ vì họ muốn tham gia? Đó là một cái giả thuyết mà Thanh Việt nghĩ rằng cái do tại sao ông chánh án phải tuyên bố là sẽ hoãn phiên tòa để cho bên lãnh sự quán cũng biết được cái câu chuyện này. Và mọi người đều biết, vì đây là một cái phiên tòa thu hút được rất là nhiều sự quan tâm. Một lần nữa, lãnh sự quán có đến, thông tin sẽ được kiểm chứng. Nhưng quý vị, thông tin ban đầu theo nguồn tin của Thanh Việt thì lãnh sự quán có đến tại phiên tòa. Và thông tin đó cũng cho rằng lãnh sự quán không có ở trong phiên tòa. Nhưng quý vị, vậy thì nó trùng khớp với những gì mà Thanh Việt đã dự đoán ngày hôm qua. Đây là cái khả năng rất cao về cái câu chuyện gọi là quan sát từ xa. Chúng ta phải hiểu rõ rằng trong một cái mối quan hệ, nhân quý vị, ngoại giao, sẽ không có một cái chuyện can thiệp quá là bạo lực, dã man, ảnh hưởng đến cái tình phát triển song phương kinh tế giữa hai nước. Nhân quý vị, điều đó không cho phép. Trên bề mặt, nhân quý vị, cá nhân với cá nhân thì làm sao cũng được, nhưng quốc gia với quốc gia nó có những cái luật, nhân quý vị, mà chúng ta không thể nào làm được. Vì vậy, sự quan sát là cho phép, nhưng quan sát đó, nhân quý vị, ở một cái hướng từ xa. Thanh Việt vừa mới trình bày cho quý vị những cái nguyên nhân mà cái việc, cái vụ án, cái phiên tòa bị hoãn lại 19 ngày. Và cái nguyên nhân này Thanh Việt đã trình bày với quý vị ngày hôm qua, tuy nhiên cái âm thanh nó không được rõ ràng, thì Thanh Việt xin được trình bày lại một lần nữa. Và đối với Thanh Việt, nhưng quý vị, chỉ là những cái suy đoán mà thôi, nhưng quý vị nha, suy đoán thôi. Thì ngày hôm qua Thanh Việt đã suy đoán rằng cái điểm thứ ba là cái điểm khả quan nhất mà đã đưa đến cái việc hoãn phiên tòa và đưa đến cái việc mà chánh án có những cái buổi tiếp chuyện để trao đổi cái thông tin, mặc dù việc làm như vậy là nó bị sai quy trình tố tụng hình sự. Hoàn toàn nha quý vị nha, mọi cái chuyện phải được giải quyết trong phòng nghi án, mặc dù nó rõ rành rệt như vậy, nhưng trên mặt lý thuyết, trên mặt giấy tờ, chúng ta phải quen dần với cái việc mà tôi biết đó, tôi làm được, nhưng nó không chính thức. Cái gì mà không chính thức thì không tuyên bố với báo chí. Cái luật đó phải giữ được đàng hoàng. Cái gì không chính thức không tuyên bố với báo chí. Cái gì chính thức thì mới tuyên bố. Nhưng quý vị, mà chính thức và tuyên bố thì nó chỉ có phải từ phòng nghi án bởi hội đồng xét xử. Vậy thì Thanh Việt mới nói rằng cái lý do duy nhất là nó có một cái ngoại lực nào đó. Và cái ngoại lực đó không loại trừ khả năng chính là cái Ủy ban Tự do Tôn giáo và Chính phủ, lãnh sự quán của Mỹ. Và một số cái tin chưa được kiểm chứng rõ ràng là có sự hiện diện của lãnh sự.
tại phiên tòa ở một cái hướng xa chứ không phải trực tiếp ngay trong phiên tòa. Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật. I love you all.